Bỏ bỏ đi. Làm YouTube à? Đủ quá, đừng có lên vlog nữa. Bỏ đi ba. Thánh xèm, thánh xèm vlog. Bé. Quay lại. Mình theo kiểu như mà mình dạng là mình gọi là gì? Gia tộc lộn cái gì? Quý tộc, quý tộc, quý sư tộc. Quý sư tộc. Quý sư tộc. Má mưa hả? Nước miếng của bà vô nước miếng. Quý sợ tộc cái đồ má mưa liền luôn. Đó mình không ra, không ra kìa. Không ra, không ra. Không ra. Đâu. Cảnh giới vậy mày, có thằng gì là cảnh giới vậy mày. Lên cảnh giới nha, chóc lắm á. Đủ má mày, có nghe tao. Đủ má tao ở nhà kìa. Đủ má tao. Lên xe quý tộc, hiểu không? Quý sợ tộc. Lộn mưa nữa. Rồi nói nước miếng văng luôn. Lên xe mở cái cửa ra, cái cửa ra xong mày vô cái thế mày mặc đồ bơi cũng được, mày lên xe cho nó quý tộc. Ta đếp mặc đồ bơi, ta đếp mặc đồ bỏ quần xì à. Đó mình nhảy vô cái cần số á, cầm vậy nè, nó nhẹ phải nhẹ nhàng như nhưng cầm tu vậy á. Lồm ra quay lên chim rồi mày, bởi vậy chứ mày. Tay mình chỉ nhẹ nhàng ép vô sụp mấy cái đẩy lên, cái vô sụp mấy cái đẩy lên đúng rồi, xong rồi đập yoga đạp ga phải không? Hay là vô sao bộ sơ đi rồi ổng điện cho mày anh nào nghe hai nghe hai gì hai sụp vô hai em đang trên gần công ty hai đây. sụp vô hai đang học mà rồi đi học chụp vô hai đó. Rồi tiếp giờ vô côn đúng không? Ừ. Vô côn nè. Vô cô hay vô côn? Vô côn. Vô côn nè. À nha. Rồi mày bắt đầu nha. Vô số 1. Bắt đầu. Bài tiên tiếp theo. Đó, tức là mày vô. Mày thả côn ra. Thả côn. Thả hết côn ra là nhanh lên. Thả côn là chân nào? Hả? Thả côn chân nào? Chân phải. Thả côn ra hiểu không? Ừ. Thả côn chân nào? Thả côn cái chân trái với chân nào? Chân trái chân giữa. Chân giữa má mày. Đó, xong mày dậm ga. Ừ. Dậm ga. Đờ rít nó một cái đi, thử coi. Mày thả côn ra, tắt máy mày để dậm ga, tắt máy mày vừa dậm ga vừa thả côn chứ. Mẹ mày ngu quá mày. Lòng mày khó dành đào tạo. Mày dậm cái côn. Ừ. Xong mày thả côn ra mày dậm ga chứ độ mày dậm thắng rồi. Thì mày phải dìu ga vô chứ mày dậm luôn vậy đủ má tắt máy. Mày thả côn ra mày dậm ga tắt máy. Giờ vô số 1 chưa? Vô. Rồi, dậm côn, dậm ga. Rồi. Lộc, dậm thắng. Ra côn nè, thả côn từ từ thôi. Ừ. Bắt đầu sụp mấy cái mình chạy xuống số 2. Sụp mấy cái, ép vô sát đùi. Có khiêu khiêu không? Khiêu thì cái đó là lúc đầu thôi, mình nói lên khiêu khiêu coi cái số. Mày lắc không? Mà hay á. Cái kia nó đạp chưa, chứ còn xe máy là nó móc á. Móc rồi bóp bóp nữa. Móc bóp. Nó ra luôn đúng không? Ờ. Đó mày phải sụp số 1 nào, mày ép lại đẩy xuống số 2. Đó, đẩy vô sau không? Đẩy số 2 là ra rồi đó. Đẩy sau không? Hả? Đẩy sau không? Đẩy sau ép sát đùi vô sụp cả luôn. Vậy đủ má đẩy vô đùi gãy cần sao? Đủ má. Mày điên quá, ép nhẹ thôi. Phải đẩy vô lỗ vô đẩy vô đùi sao? Phải nhẹ thôi. Đó. Là gì có lỗ, số thôi, là chạy gì thôi. Có lỗ. Có bao nhiêu xe máy mình cứ lùa lên một lúc lại mình gom xe. Chứ còn vì á. Ừ. Ừ. Đủ má tao nhớ tao chỉ nha, bịt mà. 20-21 này tao chỉ. Mày thấy hôm qua cái thằng kia vậy luôn xe F-Plus không? Nó chạy nó tung công an, đụm em tung có một thằng gặp tao, tao nói mày chạy xe hơi tao gom 3 thằng lại luôn. Gom lại cho dễ. Mày gom 3 thằng thôi hả? Gom 3 thằng lại. Tao gom nguyên nùi luôn. Anh gom về anh để lại gom chứ. Đó, hiểu chưa? Lái xe phải có tâm tí. Hiểu không? Phải có cái tâm, có cái đạo đức. Chở cái như mà chở hàng khách ngồi kế bên thằng gái á thì đụng mày hãm lại thôi. Cần số đéo gạt đụ má cầm cần của mình gạt. Gãy cần hết. Đúng không? Chính là nó nói đó luôn á. Anh ôm mày nhiều lông chân á, ủa dâm lắm. Ủa ta kia lông nhìn, chân luôn. Nhìn trên mặt nó còn có lông nữa mà. Nó thật ra anh lột quần nó ra lông chân từ em nói từ chân đến háng luôn. Cung nó từ khúc cung đéo có lông. Mày có cung đâu chưa? Mày chiều nào mày chẳng ở chuồng mày chạy vòng vòng sao? Mày có cung đâu chưa? Ủa hay là mày ở chuồng? Rồi xong từ lên